Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với HTD Research và mình là Dung. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho mọi người một số cái thông tin về cách nhé. Thì như mọi người cũng đã biết thì thời gian vừa rồi cách đã giảm khá là nhiều đúng không? Hiện tại giá đang là 1,75 đô thôi. Và rất là nhiều anh em đã đu đỉnh cách cũng như là rất thất vọng về cái nền tảng này. Một sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất hệ Binance Smart Chain cũng như là có CZ đứng đằng sau mà giá nó lại tụt giảm một cách nhanh chóng và thảm hại như vậy thì rất là nhiều anh em gọi là không thể nào mà chấp nhận được đúng không? Tuy nhiên thì ở trong thị trường này chuyện gì cũng có thể xảy ra thì anh em biết rồi. Thì ở video trước thì mình cũng có làm một cái video giải thích về PancakeSwap cũng như là cập nhật một số thông tin và có nói về tại sao mà giá cách lại giảm như vậy, thì anh em nào mà chưa xem thì có thể là xem lại để hiểu hơn về cái sàn PancakeSwap này nhá. Còn ở cái video này thì mình sẽ cập nhật ngắn thôi để cho anh em có thêm một số thông tin mới về cái sàn PancakeSwap này nhá. Rồi thì cái thông tin mà mình muốn cập nhật cho anh em hôm nay đó chính là cái sàn PancakeSwap này nó đã ra một con game nhá. Đấy. Ở đây thì thấy khá là lạ là tại sao lại qua cái trend GameFi rồi và trong cái thời điểm mà đao chen ảm đạm này giá cách đang tụt như tụt quần thế này mà PancakeSwap lại ra một cái con game thì anh em thấy có gì lạ không đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái con game này xem nó như thế nào nhá. Thì đây là một con game mà đánh nhau thôi, mình không mạnh về game, mình không có hay chơi game nhiều, không đam mê game nên là mình chỉ biết qua thôi. Đây, cái này anh em nào mà thiên về game file hay là chơi game nhiều thì có thể là đánh giá xem con game này nó có ok không, để lại thông tin ở dưới phần bình luận để cho anh em cùng biết nhé. Rồi thì đây là giao diện của cái game này nhá. Thì ở đây thì game nó cũng rất đơn giản thôi, anh em sẽ được cấp một số gọi là cái tướng này, sau đó anh em sẽ bảo vệ cái tháp này thôi, bảo vệ cái nơi mà anh em đang bảo vệ này thôi. Trong cái crypto này game file nó càng đơn giản thì càng thu hút được nhiều người chơi ấy, thì càng tốt đúng không? Chứ còn chơi game khó quá thì chỉ thu hút được những game thủ chuyên về game thôi. Thì ở trong crypto này chúng ta vẫn thiên về kiếm tiền nên là nó đơn giản thì sẽ là càng tốt đúng không? Là khiến cho ai cũng có thể chơi được thì nó mới là đảm bảo cái khả năng nhiều người chơi được, nhiều người biết đến nhất đúng không? Đó thì chỉ cần đơn giản thôi. Thì mình cũng có chơi qua thì cũng thấy khá là mượt, không có giật lag gì cả nhá. Rồi và khi mà các bạn chơi game ở đây thì các bạn có thể là kiếm được cái đồng cách nhá. Đấy. Nó tích hợp luôn cái đồng cách vào cái game này thì nó không giống như là các cái dự án về play to earn trước đây, tức là ấy, khi mà chơi thì nó sẽ earn ra một cái token nào đó đúng không? Đó thì cái thằng cách này nó không làm như vậy mà nó sẽ có cái những cái đua, tức là đua top ấy. Thì khi mọi người mà nằm trong top thì mọi người sẽ được tặng cái đồng cách đó, chứ nó không trả trực tiếp khi mà mọi người đánh được quái vật đó, hay là làm cái gì đó thì được trả trả tiền luôn. Thì như thế thì nó sẽ gây lạm phát đúng không? Đó thì cái đồng cách này nó rút kinh nghiệm từ những cái game trước đây ở cái mùa game file ấy, đấy cái trend game file ấy, thì khi mà những cái game nó trả thưởng rất cao, khi mà mọi người chơi được trả token ấy thì một thời gian thì cái token đó lạm phát sẽ rất là mạnh, thì lúc đó thì game sẽ không còn được mọi người chơi nữa đúng không? Tại vì token lạm phát mạnh, giá nó thấp quá, nó người ta chơi người ta không có lãi, người ta không chơi nữa. Đấy, cách này nó rút kinh nghiệm, nó không gọi là trả token khi mọi người chơi game nữa mà nó bắt mọi người phải đua top. Đấy. Và đua top thì ông nào cao thì mới được nhiều đúng không? Thì mọi người sẽ phải là cố gắng làm sao để mà mình xếp hạng càng cao càng tốt nhá. Đây. Cái xếp hạng này đây, ở đây thì hiện tại cái ông xếp thứ nhất này này ông đang được là 3.947 cách đây, mọi người nhân với giá 1.7 xem là nó là bao nhiêu đó, mọi người thấy khủng chưa đó. Rồi các top dưới này nữa này, đây từ top 11 trở đi thì ít hơn này, top 10 đã là được 256 cách đấy, top 11 thì 216 thôi đó. Ở đây thì chúng ta nằm trong top 1.000 thì chúng ta sẽ được cái cách này nhá. Đấy, tuy nhiên thì càng về sau này càng ít, tại vì game này nó cũng mới ra được mấy ngày thôi, chưa có nhiều người biết đến, chưa có nhiều người cày lắm nên là hiện tại thì nó vẫn rất rất là dễ để cho mọi người chơi. Thì khi mà mọi người muốn gọi là vào top cao này mọi người bắt buộc phải cày đúng không? Cày thì mọi người sẽ phải là có thể là muốn nhanh thì sẽ phải đầu tư. Đầu tư thì sẽ phải là mua cách để mà đầu tư vào đây, mua vật phẩm rồi là mở tướng các kiểu đúng không? Đấy. Thì anh em chơi game anh em biết. Đấy, đầu tư vào thì anh em sẽ có đồ xịn hơn thì nó sẽ nhanh lên cấp hơn. Đấy kiểu kiểu thế, xếp hạng cao hơn thì anh em sẽ được thưởng nhiều cách hơn. Đó. Thì đó là cái mà nó gọi là khuyến khích mọi người đầu tư cách vào đây đó, thì như thế thì nó sẽ giúp đồng cách được sử dụng nhiều hơn đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào cái tiện ích của cách ở trong cái game này nhé. Game này nó có tên là Protector. Đây, thứ nhất là
tăng tốc độ nạp tiền và tốc độ lên cấp. Đó thì như trước mình có nói, muốn lên cấp nhanh, muốn đánh nó được nhiều quái vật các thứ, xếp hạng cao thì chúng ta đầu tư cách vào đây đúng không? Đó, cái gì thì cái thì thằng nhiều tiền thì nó vẫn mạnh đúng không? Đấy. Rồi, tiếp theo là chúng ta có thể là mở khóa được nhiều tướng hơn đấy. Có nhiều tướng xịn khỏe mạnh thì chiến đấu nó mạnh mẽ hơn đúng không? Đó. Rồi là có thể mở khóa cái Battle Pass này, đấy có thể là kiếm thêm được nhiều đồ xịn sò để mà trang bị cho tướng các thứ đó, kiểu kiểu như vậy. Rồi ở đây thì có thể là mua gói vàng và gói quà đấy, anh em chơi có thể mua đồ dùng hay các thứ tặng cho nhau đúng không đấy, rồi là kỷ niệm cho nhau để mà tán gái các thứ, anh em nào mà thấy có em nào xinh xinh chơi game này mua đồ để tặng đấy, biết đâu có khi lại kiếm được vợ. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể là stack cách này đấy, để mà kiếm được những cái đồ, các tài nguyên ở trong này đấy, được chưa? Đấy, rồi đây là cái phần thưởng thì lúc trước mình có cho các bạn thấy rồi đúng không? Ở trong game này xếp hạng này, ở đây là xếp hạng đầu thì sẽ nhận được là 1.000 cách này, đó, rồi nó sẽ giảm dần. Đó, ở đây thì rồi là có thể là tham gia, có thể là tham gia xổ số này, biết đâu anh em trúng số độc đắc lại tuổi đời đúng không? Đấy, rồi chốt lại thì mọi người có thể thấy là cái sàn PancakeSwap này nó có rất là nhiều những cái để mà có thể là sử dụng cái token cách đúng không? Đó thì cái game này nó cũng là một cách để mà cách được sử dụng nhiều hơn đó mọi người. Thì mọi người cứ thử nghĩ xem là cái game này nó rất là dễ chơi thôi, càng nhiều người mà chơi game này thì cái đồng cách nó sẽ càng được sử dụng nhiều hơn đúng không? Rồi thì mọi người có thể thấy là một cái sàn giao dịch rất là lớn ở trong cái hệ Binance Smart Chain, rồi là sẽ đứng sau nữa, tự nhiên lại đi làm một con game ở trong cái thời điểm downtrend, cũng như là không phải là trong lúc mà cái trend GameFi nữa đúng không? Trend GameFi thì đã qua rồi. Liệu rằng đây có thể là một cái âm mưu, một cái dự định gì đó cho về cái mảng GameFi sau này đúng không? Cộng với lại là bên Trung Quốc cũng đang dục dịch phát triển game nữa, thì mọi người có thể thấy là GameFi rất có thể là nó sẽ vẫn quay lại và có tầm ảnh hưởng ở trong cái thị trường crypto này đúng không? Vì đây là một mảng mà nó cũng không thể nào mà thiếu được. Nó vừa kết hợp giải trí, vừa kết hợp có thể là kiếm tiền, đầu tư các thứ. Tuy nhiên thì mình vẫn phải nhắc mọi người là trong cái thị trường crypto này nó rất là mới, và tất cả các thứ nó mặc dù là công nghệ hay là game hay là giáo dục hay cái gì đó thì mục đích cuối cùng nó vẫn là kiếm tiền thôi. Mục đích nó đẩy giá token các thứ thôi. Đó. Chứ còn về mà cái giá trị thực sự mà ví dụ là những người thực sự chơi game thì ở trong crypto này nó chưa có những cái game để mà đáp ứng được những cái nhu cầu chơi game thực thụ, mang lại cảm giác thích thú khi chơi game hay là bất cứ một cái nào đó cũng vậy. Chủ yếu nó vẫn là vẽ ra để mà mọi người FOMO, đẩy ra token các thứ thôi. Đó, nên là chúng ta cũng phải là xác định theo cái hướng đó, chứ không phải là chúng ta xác định theo hướng là nó sẽ là một cái game gì đó mà ai ai cũng chơi, nhà nhà cũng chơi, chơi rất là hay cái thứ nhá. Những game này nó đơn giản thôi, nó sẽ không phục vụ cho những người thực sự yêu mến game đâu, mà phục vụ mọi người kiếm tiền thôi. Thì đó cũng là cái mà chúng ta cần thôi đúng không? Chúng ta biết và chúng ta xác định như thế thì chúng ta sẽ có được cái định hướng là chúng ta sẽ đầu tư như thế nào với cái token cách này, cũng như là chơi game như thế nào. Thì ai mà có thể là am hiểu về game hơn thì mọi người cũng có thể chơi trải nghiệm, sau đó thì mọi người sẽ đi đến quyết định là xem là chúng ta có nên là chơi game nhiều để mà có thể là kiếm cách nhiều hơn hay không. Còn đâu nếu mà mọi người thấy là không thể nào mà kiếm được, không tiềm năng thì thôi đúng không? Rồi còn quay lại cái token cách này thì nó đã giảm khá nhiều rồi, và hiện tại thì nó có dấu hiệu chững lại rồi, cũng như là team của cách thì có cái ý định là sẽ giảm cái lạm phát của cách lại, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là mọi người cung cấp thanh khoản này, mọi người stake cách thì nó sẽ giảm lợi nhuận, và mọi người không muốn stake nữa nên là giá nó giảm đúng không? Thì đó là về ngắn hạn thôi, còn về dài hạn thì nó giảm phát được thì nó sẽ là cái mà rất tốt. Đó thì sau này mọi người sẽ gọi là kiếm được cái lợi nhuận là nó bền vững hơn từ cái cách này, chứ không phải là nó phụ thuộc vào giảm cái lượng lạm phát cách quá lớn nữa. Tại vì lạm phát lớn như vậy thì đến một lúc nào đó thì cách nó sẽ rất là nhiều, và đến lúc đó thì nó sẽ cái giá của cách nó cũng sẽ phải giảm thôi đúng không? Nó không trước thì sau thôi. Tại vì cái lạm phát ấy thì đến một lúc nào đó nó sẽ bị vỡ đúng không? Thì đó, nên là team của cách cũng nhận ra được cái điều này, và họ đã dần dần là có những cái điều chỉnh để mà giảm cái lạm phát xuống, và dần dần sẽ đi vào bền vững hơn. Thì như mọi người có thể thấy là mặc dù Ethereum ấy nó có tổng cung vô hạn luôn, nhưng mà ấy, cái token USK của nó nhiều người sử dụng đó,
nhiều người giao dịch trên đó, nó được sử dụng ở nhiều các dự án lớn khác nhau, nên là cái đốt của nó ấy, nhiều hơn là cái mức nó sinh ra, nên là Ethereum nó đang giảm phát. Đấy là một điều rất tuyệt vời và nó sẽ phát triển rất là bền vững, và thằng cách này nó cũng đang đi theo cái xu hướng như vậy. Đây là một vài cập nhật mà mọi người có thể là tham khảo nhé, đó chứ không phải là khuyên mọi người đi chơi game hay là khuyên mọi người mua cách đi các thứ. Đó là những cái gọi là cái theo cái ý hiểu của mình thôi, thì mọi người có thể tham khảo. Nếu mà mọi người thấy nó hợp lý, ok thì mọi người có thể là áp dụng, còn đâu không thì mọi người tìm hiểu thêm. Có cái ý kiến khác thì mong mọi người hãy để lại ở dưới phần bình luận của video để chúng ta cùng nhau bàn luận nhé. Đó thì ngoài ra thì trên Twitter của Cake này thì họ cũng có cập nhật một số những thông tin mới. Ở đây ví dụ như là kể từ khi mà ra mắt cái Pancake Swap V3 này thì cái TVL có sự tăng trưởng rất là ấn tượng này, 3,3 tỷ này. Đó thì đây là một cái khá là hay, vì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề tổn thất thanh khoản tạm thời khi mà mọi người cung cấp thanh khoản ở cái Pancake Swap V2 đúng không, theo cái cơ chế AMM cũ đúng không. Hiện tại thì cái thằng V3 này nó hoạt động theo cái cơ chế là cung cấp thanh khoản tự động, tức là cung cấp thanh khoản ở một vùng giá nhất định mà mọi người sẽ xác định trước, thì nó sẽ hiệu quả hơn và tránh được cái việc là tổn thất thanh khoản tạm thời đúng không. Đó thì khá là ok. Thì cách nó vẫn là một cái sàn giao dịch rất là lớn nhá, sàn DEX rất là lớn, cộng với lại là nó có rất là nhiều những cái tiện ích khác, và đặc biệt là có CZ đứng sau nữa, thì cái đó mọi người đều biết. Và chính vì cái những cái điều đó nên là rất là nhiều anh em đã gọi là mua cách cũng như là đầu tư cách, và hiện tại thì đang đu đỉnh hơi nhiều đúng không. Đó là cái mà hơi buồn một chút. Tuy nhiên thì trong đầu tư thì lợi nhuận nó luôn đi kèm với rủi ro mà, thì đó đây cũng là một bài học để cho anh em có thể là về sau ấy, anh em có thể giảm bớt cái kỳ vọng vào bất cứ một cái con nào đó. Chúng ta có lời chúng ta có thể chốt bớt đi đấy, chứ còn đừng có kỳ vọng cao quá về một cái gì đó rồi đến khi mà nó không may nó xảy ra sự cố hay là có những cái thứ như thế này thì chúng ta sẽ bị thiệt hại nó rất là nặng đúng không. Đó thì như vậy thì video cũng khá là dài rồi, mục đích là làm video ngắn để cập nhật qua cho anh em thôi, nhưng mà nó lại ra nhiều quá, hơi dài, anh em thông cảm nhé. Thì muốn là làm sao mà anh em dễ hiểu nhất cũng như là nhận được giá trị nhiều nhất, thế thôi, nên là nó hơi dài một chút thì rất là mong anh em thông cảm. Và anh em nào mà đây là lần đầu xem kênh thì rất là mong anh em mà ủng hộ kênh bằng một nút like hay là ấn nào đăng ký kênh ấy, và đó cũng là cách để anh em có thể đón xem được những cái video mới nhất từ kênh nhé. Rồi xin chào và hẹn lại ở những video sau, chúc anh em nào mà đang đu đủ cách thì nhanh chóng về bờ nhé.